Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh trường hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay trong không khí hân hoan đón chào năm học mới 2024-2025 tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khai giảng của trường trung học phổ thông Phạm Hùng. Ngôi trường được vinh dự mang tên của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con ưu tú của quê hương Long Hồ đến trống khai trường và phát biểu tại lễ khai giảng, chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng về những nỗ lực cố gắng, những kết quả nổi bật đã đạt được của đội ngũ thầy cô giáo, các học sinh của nhà trường trong thời gian qua. Chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, đồng thời mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, luôn tâm huyết trách nhiệm với nghề, hết mực yêu thương dạy dỗ tận tình học sinh. Cô thầy như mẹ cha thật sự là người truyền lửa, khơi dậy cảm hứng, động lực để các em say mê học tập, rèn luyện các phẩm chất, khám phá chân trời mới của tri thức. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Ngôi trường dạy hòa nhập học sinh không khuyết tật với học sinh khiếm thị duy nhất tại Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới các thầy cô giáo và các cháu học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu nói riêng và toàn thể các thầy cô giáo các học sinh trên cả nước nói chung, lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc năm học 2024-2025 gặt hái được nhiều thành tích tốt hơn. Năm học đã qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị mỗi thầy giáo cô giáo trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu hãy tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức, luôn chia sẻ cảm thông, thấu hiểu và là ánh sáng soi đường dẫn dắt cho các cháu học sinh, nhất là các cháu học sinh khiếm thị trên con đường tiếp cận với thế giới tri thức rộng mở của nhân loại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị số 32 về việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 175 của Chính phủ về việc đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan đã thống nhất phương án chuyển hạ tầng hệ thống thông tin về trung tâm dữ liệu quốc gia chưa ban hành kế hoạch chuyển hạ tầng về trung tâm dữ liệu quốc gia chủ trì phối hợp bộ công an và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch lập danh sách thông tin tài nguyên của các hệ thống dự kiến di chuyển hoàn thành trong tháng 9 năm 2024 thực hiện di chuyển hệ thống công nghệ thông tin về trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình thống nhất với bộ công an thực hiện từ quý 2 năm 2025 Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ tại chỉ thị này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 8 tháng qua xuất khẩu gạo đạt trên 3,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng xuất khẩu đạt gần 6,2 triệu tấn, tăng gần 6%. Các thị trường nhập khẩu truyền thống như Philippines, Indonesia, và Malaysia sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu cao. Cùng với đó, các doanh nghiệp tích cực mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cả nước hiện có 7,1 triệu hectare lúa cho 2,2 vụ, năng suất lúa đạt mức cao tăng 1,1 tạ trên 1 hecta với những giống lúa chất lượng cao đạt 89%. Với điều kiện canh tác thuận lợi, sản lượng sẽ đạt trên 43 triệu tấn và xuất khẩu gạo trên 5 triệu tấn, vượt mục tiêu đã đề ra. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn kỳ vọng với đà tăng nhập khẩu của các đối tác, xuất khẩu gạo của nước ta sẽ cán mốc khoảng 8 triệu tấn trong năm nay, thu về hơn 5 tỷ đô la Mỹ và là kỷ lục mới của ngành. Sau 6 năm hoạt động, ứng dụng gọi xe công nghệ Gojek của go Group sẽ chính thức chấm dứt hoạt động tại thị trường Việt Nam vào ngày 16 tháng 9 tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng đang vật lộn tìm kiếm lợi nhuận tại các thị trường trọng yếu như Indonesia và Singapore. GoTo cho biết thêm việc rời thị trường Việt Nam sẽ không gây tổn hại đến tình hình tài chính của tập đoàn mẹ khi đơn vị này chiếm chưa đến 1% tổng giao dịch trong quý II. GoCheck gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2018 với tên gọi GoViet. Đến năm 2020, GoViet hợp nhất ứng dụng và thương hiệu với Gojek rồi hoạt động từ đó đến nay. Trước Việt Nam, Gojek cũng từng phải nói lời chia tay thị trường Thái Lan vào năm 2021. Trong năm ngày, khoảng 13 học sinh của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đến bệnh viện trong tình trạng sốt, đau đầu, đau bụng, nôn, không rõ nguyên nhân, trong đó có một em đã chết. Để kịp thời xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời và hạn chế tối đa các trường hợp tử vong liên quan tới học sinh của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có biểu hiện sốt, đau đầu, đau bụng, nôn đến khám điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị bệnh viện nhiệt đới trung ương và bệnh viện nhi trung ương phối hợp bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên sở y tế tỉnh thái nguyên khẩn trương tìm nguyên nhân gây bệnh đưa ra các biện pháp điều trị kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở y tế và tại trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên để hạn chế tối đa số mắc số tử vong trong trường hợp cần thiết đề nghị bệnh viện nhiệt đới trung ương và bệnh viện nhi trung ương cử đoàn công tác làm việc trực tiếp tại tỉnh thái nguyên Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật trên kênh Truyền hình Thức yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.